kính diệu pháp liên hoa phẩm hóa thành vũ thứ bảy đức phật bao cán thầy tỳ kheo thuở quá khứ vô lượng vô biên bằng khả tư nghị a tăng kỳ kiếp đã qua. Lúc bây giờ có đấng phật hiệu đại thông trí thắng Như Lai ứng cùng chánh biên trì minh hành tung thiền thể thế gian giải vô thường trí điều ngữ trường phu thiên nhân sư phật thế tôn. Nước đó tên Hảo Thành Kiếm tên Đại Thương Cán Kỳ Kheo từ khi đứng phần đó diện đồ nhân đến nay rất là lâu xa thì như địa chúng trong cõi tam thiên đại thiên. Và giờ có người đem mãi làm mừng rồi đi thôi một nghìn cõi nước ở phương đông bèn chấm một đêm chừng bằng bụi nhỏ lại qua một nghìn cõi nước nữa cũng chấm một đêm cứ như thế lần lừa chấm hết mực mài bằng địa chúng ở trên. Ý các ông nghĩ sao càng cõi nước đó hoàng thầy toán hoàng đệ tử của thầy toán có thể biết được ngăn mẹ số đó chẳng thừa thế tôn không thể biết các tỳ kheo nhưng cõi nước của người đi đó qua hoàng có chấm mực. Hoàng không chấm mừng đều nghiền na ca ra làm bụi một hồn bụi là một kiếp từ đứng Phật đó diễn đồ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp ta dùng chân tri kiến của Như Lai. Xem thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay bây giờ đừng thể tôn muốn riêng lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp có Phật lưỡng thúc tôn. Hiệu đại thông trí tăng như người dùng chứng mài cõi tam thiên đại thiên hết tất cả địa chúng thầy đều làm thành mực qua hơn nghìn cõi nước bèn chấm môi điểm trần như thế lần lừa chấm hết các mực trần này. Bao nhiêu cõi nướng đó điểm cùng chăng điểm thay lại đều nghiêng làm bụi một bụi làm mò kiếp kiếp cho lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi phần đó diệt đến nay vô lượng kiếm như thể kia vô ngại của phần. Biết phần đó diệt đó và thánh văn Bồ Tát như hiện nay thấy diệt các tỳ kheo nên biết trí phần tịnh vi diệu vô lậu và vô ngại suốt thấu vô lượng kiếp đứng phần bao các tỳ kheo. Đứng đại thông trí thắng phân thọ 540 vạn ứng na do tha kim đứng phần đó khi trước lung ngồi đào tràng phá quân ma rồi sắp được thần đạo vô thường chính đặng chính giang. Mà phần pháp chân hiện ra trớm như thế một tiểu kiếm cho đến mười tiểu kiếm ngồi xếp bản thân và tâm đều không đồng mà các phần pháp còn chẳng hiện ra trường. Thuở đó các vị trời đạo lời ở dưới gốc cây bồ đề đã trước
trước vì đức phẩm đó mà trải tòa sư tử ca một do tuân phân ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó căn trời phàm thiên vương rưới những hoa trời thăm bốn mươi giờ tuần gió thơm lâu lâu thổi đến thổi dẹp hoa héo rồi rưới hoa mới mãi như thế. Công ơn mang mười tiểu kiếp đề cũng dạng đứng phần nhận đơn khi phần diệp đồ thường rưới hoa này căn trời tư thiên vương vì cũng dạng phẩm nên thường đặng trong trời. Ngoài ra các vị trời các ngôi kỳ nhà trời mang mười tiểu kiếp đến khi phần diệt đồ cũng là như thế. Các tỳ kheo đứng đại thống chi thắng phần qua mười tiểu kiếp các phần pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chính đẳng chính gia lũng phần chưa xuất gia có mười sáu người con trai. Người con cả tên tri chính các người con đó đều có các món đồ chơi tôn đẹp bao là nghĩa cha chứng được quả vô thượng chính đàn chính gia đều bỏ bồ bao của mình đi đến chỗ phẩm các người mẹ công long theo đường. Ông nội là vua chuyển luân thánh vương cùng một trăm vị đại thần và trăm nghìn muôn ức nhân dân ca đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng mọi người đều đến gần gũi đứng đại thống chi thân Như Lai để cung dường cùng kính tôn trong ngợi khen. Khi đã đến nơi tăng ca đêm đâu mặt mình lại chân phần đi vòng quanh đứng phần xong đều chấm tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của phần rồi nói kê khen phần thể tôn uy đức lớn vì muốn độ chúng sinh trong vô lượng ức năm. Bèn mới được thành Phật các nguyện đã đầy đủ hay thay lành vô thượng Thế Tôn rất yên có một phen ngồi mười kiếp thân thể và tay chân yên tình không hề động tâm phần thường lặng lẽ chưa từng có tan loạn tròn rốt ráo văn bằng an trụ pháp vô lòng. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo chúng ta đương lời lành mừng rỡ rất vui đẹp chúng sinh thường đau khổ đuôi mù không đạo sơ chẳng biết đạo dưng khổ chẳng biết cầu giải thoát lâu ngày thêm nẻo giảm tổn các chúng trời từ tôi vào nơi tôi. Còn chẳng nghe danh Phật nay vẫn được vô thượng đạo an ổn vô lậu chúng ta và trời người vì được lợi lớn tổ cho nên đều cúi đầu quy mệnh đấng vô thượng. Bây giờ mời sao vì vương tử nói kể khen đứng phận rồi liền khuyên thỉnh đứng Thế Tôn chuyển pháp luân đều thưa rằng đứng Thế Tôn nói pháp được an ổn thương xót làm lời in cho các trời và nhân dân lại nói kể rằng đừng vào không ai bằng trăm phước từ trang nghiêm đưa trí tuệ vô thường nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và cả loài chúng sinh xin phân biệt chỉ bài cho được trí tuệ phật nếu chúng con thành phật chúng sinh cũng đường thế.
Thế Tôn biệt chúng sinh tâm tâm nghĩ tướng gì cũng biết đạo chúng làm lại biết chức trí tuệ muốn ưa và tu phước nghiệp gây tạo đời chưa Thế Tôn biến cả rồi nên chuyển qua vô thường. Phần bào ca kỳ kéo lung đứng đài thông tri thắng phần được quả vô thượng chính đẳng chính gia trong mười phương mỗi phương đều 500 muôn ưng ca cõi nước phần sau điệu vận động trong ca cõi nước đó chỗ tôi tâm ánh sáng của nhật nguyện. Không soi tới đường mà đèn sáng rỡ trong đó chúng sinh đều được thấy nhau đồng nói rằng trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh lại trong ca cõi đó cung điện của chư thiên cho đến phạm cung sao điều văn đồng hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nương. Sáng lên ánh sáng của trời bây giờ phương đông 500 muôn các cõi nước cung điện của trời phạm thiên ánh sáng soi chói gấm bồi hơn ánh sáng thượng ngày ca phạm thiên vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có. Vì nhân duyên gì mà hiện điểm tôn này lúc đó các vị phạm thiên vương liền đi đánh nhau để chung bàn việc đó trong chúng có một vị phạm thiên vương lớn tên Tiêu Nhất Thiết vì ca phạm chúng mà nói kể rằng các cung điện chúng ta sang xưa chưa có đây là nhân duyên gì phải nên chúng nhau tìm là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời mà ăn sáng lớn này khắp soi cả mười phương. Bây giờ 500 muôn coi nữa các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện mọi vị đều lấy đại đứng ca thứ hoa trời đồng đi đến phương tây suy tìm tương sáng đó thay đứng đại thông trí thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới gốc bồ đề hàng chư thiên long vương càng tạng bà cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cùng kính bay quanh đừng phần ma thấy mười sau vì vương tử thanh vẫn chuyển pháp luân. Từng thời càng về phạm thiên vương đau mắng lại chân và đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà rải trên đứng phận hoa của mây ông rải nhôm như núi nhiều cao cùng đê cúng vàng cây bồ đề của phần. Cây bồ đề đó cao mưa gió thuận cúng vàng hoa xong mỗi vì đêm cung điện dâng lên đứng phật mà thưa rằng xin đứng phật đoái thường lợi ích cho chúng con cung điện dân cũng đây xin nhận ơn. Lúc đó càng vì phạm thiên vương liền ở trước phân một lòng đồng tiếng dùng kẻ khen rằng Thế Tôn rất in có khó thể gặp gỡ đường đủ vô lượng công đức hay cứu độ tâm cả thầy lớn của trời người. Thương xót ở trong đời mười phương ca chúng sinh khắp đều nhờ lợi ích chúng con từng theo đến 500 muôn nước nước bỏ vui thuyền định cho vì để cúng vàng Phật chúng con phương đời chưa cung điện rất tốt đẹp.
nay đem dân thế con cuối xin thương làm tù mấy giờ căng về vàng thiên vương nói kể khen đứng phần rồi đều thưa rằng cuối xin thế tôn chuyển pháp luân đồ thoát chúng sinh mở đường niết bàn. Khi ấy ca vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kể rằng thế hùng lượng tung tôn cuối xin diện nói pháp dùng sức từ bi lần độ chúng sinh khổ não. Lúc đó đơn đại thống chế tăng Như Lai lặng yên nhận lời đó lại nữa Can Tỳ Kheo phương đông nam năm trăm muôn ưng cõi nữa Can vì phàm thiên vương đều tự thay cung điện mình ánh sáng soi loài từ xưa chưa từng con. Vui mừng hận hờ sanh lòng yêu liên cùng đến nhau chung bàn việc đó lúc ấy trong chúng đó có một vị phạm thiên vương tên là Đại Bi vì ca phạm chúng mà nói kể rằng việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế ca cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có là trời đại đức thanh hay là Phật ra đời chưa từng thấy tướng này nên chung một lòng cầu qua nghìn muôn ưng cõi theo luồng sáng tìm đến phần nhiều Phật ra đời độ thoát khổ chúng sinh bây giờ năm trăm muôn ưng ca vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện nơi đây đừng ca cửa hoa trời đồng đến phương tây bán suy tìm tưởng đó thấy đứng đài thông trí thắng Như Lai ngồi tòa chư tử nơi đào tràng dưới gốc bồ đề các hàng chư thiên long vương càng thác ba cấm na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân cùng kính vây quanh mà thay mười sáu vị vương tử tinh phật chuyển pháp luân. Khi ấy ca vị phạm thiên vương đau mắng lại chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà rải trên Phật hoa rải đó nhuốm như núi diệu cao cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong đều đem cung điện dâng lên đứng phân mà thưa rằng xin Phật thương xót lời cho chúng con những cung điện dân đây cuối xin nhận ở lúc đó ca vị phạm thiên vương liền ở trước phân một lòng đồng tiếng nói kể khen rằng thánh chúa vua trong đời tiếng ca lăng tăng và thương xót hàng chúng sinh chúng con này kính lễ thế tôn rừng in có lâu xa một lần hiền một trăm tám mươi kiếp uống qua không có phận ba đường giữ dậy đại ca chúng trời giảm đến nay phần hiện ra đời làm mắng cho chúng sinh chỗ quy thủ của đời cứu hộ cho tất cả là cha của chúng sinh thương xót làm lợi ích nhờ phước lành đời trước nay được gặp thế tôn khi đó các vị phạm thiên vương nói kề khen phần xong đều thưa rằng cuối xin đức thế tôn thương xót tất cả chuyện pháp luân cho để độ hóa chúng sinh lòng ai các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kể khen rằng đại thánh truyền pháp luôn chỉ bài ca pháp tướng độ chúng sinh đau khổ khiến được rất vui mừng chúng sinh nghe pháp này
được đạo hòa sinh thiên ca đường giữ giảm yên bậc nhẫn thiền thêm nhiều. Khi đó Đức Đại Thông Tri Thân Phân lặng yên nhận lời lại nữa cán tỳ kheo năm trăm muôn ngân cõi nước ở phương Nam. Các vị đại phạm thiên đều tự thấy cung điện mình anh sang chói lòa từ xưa chưa có vui mừng hơn hở sinh lòng hy hữu liền đến cùng nhau chung bàn viện đó vì nhân duyên gì cùng điển của chúng ta có anh sang chói này trong chúng đó có một vị phàm thiên vương lớn tên là Diệu Pháp Vi hàng phàm chúng mà nói kể rằng ca cung điện chúng ta quang minh rất uy diệu đây không phải không nhân tướng này phải tìm đo quá hơn trăm nghìn kim. Chưa từng thấy tướng này là trời đại đứng sinh hay Đức Phật ra đời bây giờ năm trăm muôn ưng phàm thiên vương cùng cung điện chung mối vì dùng đại đứng ca thư hoa trời đồng đến phương bằng suy tìm tương đoan. Thầy đứng đại thông tri thân Như Lai ngồi tòa sư tớ nơi đạo tràng dưới gốc cây bồ đề hàng chữ thiên long vương càng thàng bà cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cùng kính vai quan cùng thấy mười sáu vị vương tự tình Phật truyền pháp luân khi đó các vị phạm thiên vương đau mặn lệ Phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà rải trên đứng phần hoa rải đó nhóm như núi diệu cao và đề cung vàng cây bồ đề của Phật cúng vàng hoa sông môi vì đều đem cung điện dâng lên đấng Phật mà thưa rằng xin đấng Phật đói thương lời ảnh chúng con cung điện của chúng con dâng đầy cuối xin làm thương. Bây giờ các vị đại phạm thiên vương liền ở trước Phật môn lòng đồng tiếng nói kể khen rằng Thế Tôn rất khó thấy bằng pha các phiền não hơn trăm ba mươi kiếp này mới thấy một lần hàng chúng sinh đòi khác nhờ mưa vẫn đầy đủ. Xưa chỗ chưa từng thấy đấng vô lượng trí tuệ như hoa ưu đàm ba ngày nay mới gặp gỡ cung điện của chúng con nhờ hào quang đường đẹp Thế Tôn đại từ mẫn cuối xin thương nhận ơn. Khi đó ca vị phạm thiên vương nói kể khen đứng phận rồi đề bạch rằng cuối mong đứng Thế Tôn chuyển pháp luân làm cho tất cả thế gian các hàng trời ma phạm sa môn bà la môn đều được an ổn mà đường độ thoát. Lúc ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng nói kể rằng cuối mong thiên nhân tôn chuyển pháp luân vô thường đánh phạm pháp cổ lớn mà thổi pháp loa lớn độ vô lượng chúng sinh chúng con đều quy thỉnh nên nói tiếng sâu xa. Khi đó đứng đài thông kỳ tăng lặng yên nhân lời đó phương Tây Nam nhận đến phương dưới cúng lại như thế bây giờ năm trăm muôn ngưng cõi nương ở thượng phương ca về đài phạm thiên vương thầy đều tự thấy cung điện của mình ở ánh sáng chói rực từ xưa chưa từng con.
vui mừng hơn sinh lòng nhi hữu, liền đi đánh nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này, lúc đó trong chúng có một vị đại phạm thiên vương tên là Thi Ký. Vì an quán chúng mà nói kể rằng: Này vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng uy đứng soi đèn đẻ, chưa từng có tướng tốt như thời đó xưa, chưa từng nghe thấy là trời đã đứng sinh hay là Phật ra đời. Bây giờ 500 muôn ước các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung môi, vì đều dùng đại đừng ca thứ hoa trời đồng đến phương dưới suy tìm tướng sang đỏ tay đứng đại thông trí tăng Như Lai ngồi tòa sư tư nơi đạo tràng dưới gốc bồ đề. Hàng chư thiên long vương càng thắng ba cấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh, và thay 16 vị vương tự tính đứng và chuyển pháp luân. Lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặn lại phẩm đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời rải lên đứng Phật, hoa rải nhóm như núi diệu cao, và để cung vàng cây bồ đề của Phật. Cung vàng hoa xong đều đem cung điện dân lên đứng Phật, mà bành rằng: Xin đoái thương lời hình chung con cùng điện dân đây vui mong Phật nằm ở lung đó. Ca quỳ phạm thiên vương liền ở trước Phật môn lòng đồng tiếng dung kể khen rằng: Hai thầy thay cán và đấng thánh tôn cư thế ấy ở ngục tam giới cứu khỏi các chúng sinh thiền nhân tôn trí tâm thương so loài quần mạnh hay khai môn cam lồ rong đồ cho tâm ca lúc xưa vô lượng kim. Luôn qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời mười phương thường mà thôi ba đường giữ thêm đông A Tu La cũng thành ca chúng trời càng bơ trên nhiều đoà án đạo chẳng theo Phật nghe pháp. Thường làm việc chẳng lành sân lương cung trí tuệ các việc đều giảm đến vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui trụ trong pháp tà kiến chẳng biết nghi tắc lành chẳng nhờ phần hoa đô tường đó trong án đàn. Phần là mắng của đời lâu xa mới hiện ra, vì thương cảm chúng sinh nên hiện ở trong đời siêu việt thành chính gia. Chúng con rất mừng vui và tất cả chúng ta mừng khen chưa từng con. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp nay đêm dân thế tôn cuối mong thương nhận ở nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sinh đều đồng thành phần đạo. Khi đó 500 muôn ca vị phạm thiên vương nói kể khen đứng Phật, rồi đều bằng Phật rằng: Cuối mong đừng thế tôn chuyển pháp luân, nhiều chỗ an ổn nhiều chỗ đổ thoát lùng ai cảm. Vị phạm thiên vương đồng nói kể rằng: Thế tôn truyền pháp luân đánh trong pháp cam lồ đồ chúng sinh khổ nào mở bài đường niết bàn. Cuối mong nhân lời con dùng tiếng vì diệu lớn thương xót mà nói bài pháp tu vô lượng kim.
giờ Đại Thông Trí Tăng Như Lai nhận lời thỉnh của các Quan Thiên Vương, mà mười sáu vị vương tư tức thời ba phen chuyển pháp luân, mười hai hành hoặc là Sa Môn Bà La Môn hoặc là trời Ma Phạm, và các thế nhân càng đều không thể chuyển nói được. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ, và rỗng nói pháp mười hai nhân duyên. Vô minh duyên, hành hành duyên, thân thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thù thù duyên, ái ái duyên, thù thù duyên, hữu hữu duyên, sanh sanh duyên, lão tử ô bi khổ não. Vô minh diệt thời, hành diệt thời, thân diệt thức diệt thời, danh sanh diệt thời, lục nhập diệt thời, xúc diệt thời, thủ diệt thời, ái diệt thời, thủ diệt thời, hữu diệt thời, sinh diệt thời, lão tử bi khổ não diệt. Đứng phần ở trong đại chúng trời người, khi nói pháp đó có sáu trăm muôn ứng na do tha người, do vì không thù tâm ca pháp mà ở các lầu tâm đường giải có đều được thuyền định sâu màu ba món mình. Sao món công đủ tam dài khoan lung nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư có nghìn muôn ứng hằng hà sa na do tha chúng sinh cùng bởi công thù tân cả pháp mà nơi các lão tâm được giải thoát. Từ đây nhận sao các chúng thanh văn đều nhiều vô lượng vô biên không thể tính kê được. Bây giờ mời sáu vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia, làm xa di ca căn thông lành trí tuệ sáng lang, đã từng cúng dường tâm nghìn muôn ưng cán đức phong. Tình tu hành thanh tịnh cầu đạo vô thượng, chính đàn chính gia đều bánh cùng phần rằng: Thưa Thế Tôn, căn về đại đức thanh văn vô lượng hiền luôn ứng đây đã thành tựu xong, đương Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chính đàn chính gian. Chúng con nghe xong đều đồng tu học, Thế Tôn chúng con có chỉ mong được tri kiến của Như Lai, cho nghị tưởng trong thâm tâm đức Phật tự chứng biết, cho lúc đó tam muôn ứng người trong chúng của truyền luân thánh vương dân đến thấy, mời sau vị vương tử xuất giảng. Cũng từ cầu xuân gia vua liên thuần cho bây giờ đơn phần nhận lời thỉnh của xa di qua hai muôn kim sao mới ở trong hàng bốn chung nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giao Bồ Tát và phần sở hộ niệm. Đừng phần nói kinh đó xong mười sao vì xa di vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia đều đồng thù trì đồng tụng thông thùa lung nói kinh đó mười sao vì xa di bồ tát thấy đều tin thù trong chúng thanh văn cũng có người tin hiếu.
Ngoài ra nghìn muôn loài chúng sinh đều sinh lòng nghi lầm Phật nói kinh đó số tam nghìn kiếm chưa từng thôi bỏ Phật nói kinh đó xong liền vào tinh thân trụ trong thuyền đến tam muôn bốn nghìn kiếm. Bây giờ mười sáu vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhằm thân trụ trong thuyền định văn bằng mỗi vị đều lên pháp tòa cũng trong tam muôn bốn nghìn kim vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoàn. Mọi vị đều độ sáu trăm muôn ưng na do ta hằng hà sa chúng sinh chỉ dạy cho đường lợi mừng khiến pha tâm vô thượng chánh đẳng chánh gia đức đại thông trí tăng phần. Qua tám muôn bổn hiện kiếp sau từ tám mũi dạy qua đến pháp tòa mà ngồi an lành khắp bao trong hàng đại chúng mười sao vì Bồ Tát Sa Di này rất là in có ca căn thông lệ. Trí tuệ sáng láng đã từng cung giảng vô lượng nghìn muôn ân số đức phật ở chỗ ca đức phật thường tu hạnh thân tình thủ trì trí của phật để chỉ dạy chúng sinh làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao nếu hàng thánh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của mười sao vì Bồ Tát Sa Di đó nói mà thủ trì không mân thời người đó sẽ đường đạo vô thượng chính đẳng chính giá trí tuệ của Như Lai. Phần bao ca tỳ kheo mười sáu vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này sáu trăm mùa ngực na do tha hằng hà sa chúng sinh của mọi vị Bồ Tát hóa độ đó đời đời sinh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp với Bồ Tát ấy đều tín hiểu nhờ nhân duyên đó mà được gặp bốn muôn ân toàn đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngỡ can tỳ kheo ta nói với các ông mười sáu vị Sa Di đệ tử của đức Phật kia này đều chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện đang nói pháp trong cõi nước ở mười phương có vô lượng trăm nghìn muôn ưng Bồ Tát thanh văn để làm tuyển thuộc hai vị Sa Di làm phần ở phương đông vị thứ nhân tên là A Xúc ở nước Hoa Hy. Vị thứ hai tên là Tu Di Định hai vị làm phần ở phương nam vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng hai vị làm phần ở phương nam. Vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ vị thứ hai tên là Thường Diệt hai vị làm phần ở phương tây nam vị thứ nhất tên là Đế Tướng vị thứ hai tên là Phạm Tướng hai vị làm phần ở phương tây vị thứ nhất tên là A Di Đà vị thứ hai tên là Độ Nhân Thiết Thế Gian Khổ Não hai vị làm phần ở phương tây băng vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông vị thứ hai tên là Tu Di Tướng hai vị làm phần ở phương bắc vị thứ nhất tên là Vấn Từ Tài vị thứ hai
tên là Vân Từ Tại Vương, một vị làm quan ở phương Đông Băng, hiệu Hoài Nhân Thiên Thế Giang Bồ Úy vị thứ mười sáu. Chính là Ta Thân Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà Thành Vô Thượng Chính Đàn Chính Giác Ca Tuy Khe. Lúc chúng ta làm xa di môi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ưng hằng hà xa chúng sinh vì đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chính Giang. Theo ta nghe pháp nhân chúng sinh đó đến nay có người trụ bậc thánh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng trên đẳng chính giác. Những bốn người này đang dùng pháp đó mà lâm vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai có tin khó hiểu vô lượng hằng hà xa chúng sinh bị hóa độ trong thuở đó, chính là bọn ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn, trong đời vị lai sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hành của Bồ Tát, từ ở nơi công đức của mình được trưởng cho là diện độ thế nhập niết bàn. Ta ở nơi nữa khác làm vần lại có tên khác, người đó giàu sinh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí tuệ của Phật được nghe kinh này, chỉ do phong thưa mà được diệt độ. Lại không có thừa nào ca trừ ca đức Như Lai phương tiện nói pháp các tỳ kheo. Nếu đức Như Lai tự biết giờ niên bàn sanh đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chẳng rõ thâu pháp không, sau vào thiền định bèn nhóm ca Bồ Tát và chúng thanh văn mà về nói kinh này. Trong đời không có hai thừa mà đường diệt độ, chỉ có một Phật thừa đường diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ đứng Như Lai phương tiện sau bảo tình chúng sinh bìa chi nó ưa pháp nhỏ rất ham nơi nằm môn dùng vì hàng người này mà nói niên bàn. Người đó nếu nghe thời liền tin nhận thí dụ đường hiểm nhiều nạn dữ dài năm trăm do tuần. Chúng ghê sợ hoang vắng không người, nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ trấn bửu có một vị đạo sư thông minh sáng suốt cao biển rõ tướng thông binh của con đường hiểm dân chúng nhân muốn vừa qua nạn đòn. Chúng nhân đưa dân đi giữa đường lời mọi bành đạo sư rằng chúng con mến nhóm lại thêm sợ sàng chẳng có thể đi nửa đường chưa còn xa nay muốn lui về vì đạo sư nhiều chứng phương tiện mà tự nghĩ rằng còn này đáng thương làm sao cam bỏ trong bữa lớn mà muốn lui về nghỉ thế rồi dùng sưng phương tiền ở giữa đường hiền qua ba trăm do tuần hoa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng các người chớ sợ đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dùng ở trong đó tùy muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng được. Bây giờ chúng mọi mình rất vui mừng khen khi
chưa từng có chúng ta hôm nay coi được đường dự đất đường an ôn đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành xưng lòng tưởng cho rằng đã đường độ rất an ôn. Lúc ấy đạo chưa biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt liền diễm hóa thành bao chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây thành lớn cước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo đứng Như Lai cũng lại như thế này vì các ông mà làm vì đại đạo sư biết ca đương dự sanh tử phiền nào hiểm nạn dài xa nên bỏ nên vượt qua nếu như chúng sinh chỉ nghe một phần thừa thời chẳng muốn thay phần. Chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể được thành Phật biết tâm chúng đó khiêm nhược hà liệt dùng chứng phương tiện mà ở giữa đường vì để nơi nghĩ nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sinh trụ nơi hai bần đứng lại bây giờ liền bèn vì nói chỗ tu của các ông chưa xong bờ của các ông ở gần với tuệ của phần phải quan sát suy lượng niết bàn đã được đó chẳng phải chân thân vậy. Chỉ là cơ phương tiện của Như Lai ở nơi một phần thừa phân biệt nói thành ba như vị đạo sư kia về cho mọi người ngơi nghĩ mà hóa làm thành lớn đã biết nghĩ xong mà bao đó rằng chỗ châu báu ở gần thành này không phải thực của ta biến hóa làm ra đó thôi lùng đò đứng thế tồn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đại thống trí thắng phân mười kiếm ngôi đạo tràng phần pháp chẳng hiển tiền chẳng được thành phần đạo ca trời thần long vương chúng a tu la thầy thường rơi ca qua trời để cúng dàn phần đó. Chư thiên đánh trong trời và trời ca kỳ nhạc gió thơm thôi hoa heo lại mưa hoa tốn mới qua mười kiêu kim rồi mới được thành phần đạo ca trời cùng người đời lòng đều xinh hơn hết. Mười sao người con phân đều cùng quyến thuộc mình hiền muôn ức vây quanh chúng đi đến chùa Phật đầu mang lại chân Phật thánh Phật chuyển pháp luân đấng thánh chư mưa pháp lợi con và tất cả thế tôn rất khó gặp lâu xa một lần hiện vì giác ngộ quân sanh mà chấn động tất cả các thế giới phương đông nằm trăm muôn ức còi phạm cung điện sáng chói từ xưa chưa từng có phạm vương thấy tướng này liền đến chỗ phần ở rải hoa để cúng vàng và dân cung điện lên tình và chuyển pháp luân nói kệ khen ngợi phần phần biết chưa đến giờ nhận thỉnh nhiên lắng ngồi ba phương cùng bốn phía trên dưới cũng như thế rưỡi hoa dân cùng điền thỉnh phần chuyển pháp luân thế tôn rất khó gặp nguyện vì bốn từ bi rồng mở cửa cam lộ truyền pháp luân vô thường thế tôn tuệ vô thường nhân chúng nhân kia tỉnh về nói các món pha bôn đê mười hai duyên vô minh đánh lão tử đều tự
tin duyên hữu những quá hoàng như thế tháng ông vài nên biên. Truyền ngoài pháp đó rồi sáu trăm muôn ứng cái được bệnh cơ ngàn khổ đều thành a la hán. Rồi nói pháp thứ hai nghìn muôn hàng xa chúng ở ca quan chẳng thù cũng được a la hán. Từ sau đây đường nào số đông đến vô lượng muôn ứng kim tính kể không thể được nhận. Bây giờ mười sáu vị xuất gia làm xa di đều đồng thỉnh Phật kia diễm nói pháp đại thường. Chúng con cùng khuyên thôn đều sẽ thành phần đạo nguyện được như thế con tuệ nhàn rành thứ nhất phần biến lòng đồng tử cho làm của đời trước dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ nói sao ba la mần. Và các việc thần thông phân biệt pháp chân thượng đạo của Bồ Tát làm nói kinh pháp hoa này kể nhiều như hàng xa phần kia nói kinh rồi vào tỉnh thân nhâm định tam môn bồn nghìn kim môn lòng hội môn chỗ các vị xa gì đó. Biết Phật chưa xuất riêng vì vô lượng chúng nói tuệ vô thượng của Phật mỗi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này sau khi Phật yên lặng tuyên bày giúp giáo hóa mỗi vị xa gì tại số chúng sinh mình đồn. Có sáu trăm muôn ân hằng hà sa ca chúng sau khi phần diệt độ các người nghe pháp đó ở các nơi cõi phần thường cùng thầy xin chúng mười sáu vì xa gì đó đầy đủ tu phần đồng. Nay hiện ở mười phương đều được thành chính gia người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ ca phẩm có người trụ thánh văn lân dạy cho phần đạo ta ở số mười sau từng vì các người nói cho nên dùng phương tiện. Dần dần đến tuệ phần do bán nhân duyên đó này nói kinh pháp hoa khiến người vào phần đạo về dần chớ kinh sợ thí như được hiểm giữ xa vắng nhiều thú đồng và lại không có nước chôn mọi người ghê sợ. Vô số nghìn muôn chung muôn qua đường hiểm này đường đó rất xa vời trải năm trăm do tuần bây giờ một đạo sử nhớ dai có trí tuệ sáng xuống lòng quyết định đường hiểm cứu các nàng mỗi người đều mến mối mà bánh đạo sư rằng. Chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về đạo sư nghĩ thế này bọn này rất đáng thương làm sao muốn lui về cam mất trần bửu lớn liền lại nghĩ phương tiện nên bài xứng thần thông hoa làm thành quanh lớn các nhà cửa trang nghiêm. Bốn bề có vườn rừng sông ngôi và ao tắm của lớn lầu gán cao trai gái đều đông vầy hóa ra thành đó rồi an ủi chung chớ sợ các người vào thành này đều đương vừa chỗ muốn mọi người đã vào thành. Lòng đều rất vui mừng đều sinh tưởng an ổn tự nói đã được đồ đạo sư biên nghĩ xong nhóm chúng mà bảo rằng các người nên đi nữa đây là hóa thành thôi thay các người mỏi mệt giữa đường muốn lui về. Nên dùng chứng phương tiện ta hoa làm thành này các người gắn tinh tấn nên đồng đến chỗ bao ta
cũng lại như vậy. Đạo xưa của tất cả thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ không thể vương đường dư sinh tứ đầy phiền não. Nên dùng chứng phương tiên vì nghĩ nói niên bằng rằng các ngươi khổ việc chỗ làm đều đã xong đã biết đến niên bằng đều chứng a la hán giờ mới nhóm đại chúng vì nói pháp chân thần sức phương tiện ca phần. Phân biệt nói ba thừa chỉ có một phần thừa vì nghĩ nên nói hai vì các ngươi nói thật các ngươi chưa phải gì vì nhân thiết trí vẫn nên pha tình tấn mạnh người chứng nhân thiết trí mười lực các Phật pháp. Đủ văn hai tướng tốt mới là chân thần việc các vẫn là đạo sư vì nghĩ nói niên bàn đã biết ơi nghĩ rồi dẫn vào nơi tuệ Phật kinh nhiều pháp liên hoa quyển thứ ba. Một tiếng kinh bày thần thông giáo thầm gia hộ khắp dưới mưa pháp nhuận các mầm quả báo nhà rộng lớn chúng châu bảo không xa quyền biên hoa đồng hoa đốn hư công nam mô pháp hoa hồi thường phần bồ tát. Nam mô pháp hoa hồi thường phần bồ tát. Nam mô pháp hoa hồi thường phần bồ tát. Ba căn thâm duyên đệ tử nhờ ơn thành biên hoa dối bài chớ cho là chân. Lại xem nhân duyên đức trí thắng mười sáu vị vương tôn tám phương chứng thân và nam mô đại thông trí thắng phẩm nam mô đại thông trí thắng phẩm nam mô đại thông trí thắng phẩm. Thank you.